chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Chị ơi, cho em 2 bát bún. Em 2 bát bún chín chín à? Còn bún gì nhỉ? Chị bây giờ có bún cỏ, bún cỏ này, bún tim này, bún bò. Bún gì ngon nhất? Hay bún bò. Bún bò. Bún bò. Một lon coca, một lon bia nữa. Kệ chứ đừng có bỏ ra. Vì khẩu trang nóng lắm. Kệ. Tí nữa ăn vạch một tí ra thế này thôi này. Đó, vạch. Ê thì cắt thôi này. Cắt đi, cắt. À đây đây, đây. Vạch, vạch tí ra thôi. Mọi người có nghe rõ anh em mình không? Nói chung là Mọi người có nghe rõ không? Khá là xa đấy. Mình đang đặt mic trước mặt. Hôm nay chơi quả lớn đấy nhá, kèo này kèo lớn đấy. Phải chọn mãi mới được địa điểm thích hợp. Alo. Im vào. Nó kêu tóm đấy. Nhìn có vẻ hơi đang hơi run run một chút rồi mọi người ạ. Không biết nhà này thế không nhỉ? Có bạo lực không nhỉ? Bạo lực là chết đấy. Em đang, chạy trước đấy. Đang run run. Rồi, định vào nhà hàng lớn nhưng mà thôi. À, nhà hàng lớn là chết đấy. Thì nữa à. Nếu mà người ta đánh ấy, chạy phát mẹ qua tôi vui sướng. Nhảy cái gì? Xe ở đây mà. Cái xe nó có biết biết đâu đâu. Điền, lấy mất xe. Trời, thế mất cái anh em mình đi chơi nhỉ. Nói chung là đỡ thôi. Lâu đấy. Rất là đang rất là run nhá. Lâu đấy. Hơi có một tâm lý hơi có tí run mọi người ạ. Là đâu? Ô, chén đi. Chén kiểu gì? Bỏ xuống đây nha. Đấy. Đấy. Mời mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Bỏ đi. Thịt bò này. Ngon nhỉ. Đói. Có nhiều bún đấy nhỉ? Đó. Ngọt quá. Ngon. Giờ đến phần gọi là hơi run lên mọi người. Nhưng mà nói chung là bây giờ mày vào hay là tao vào? Tao anh vào. Không, cả hai thằng vào chứ mày ở ngoài là mày chạy mất hút đi. Tao nghỉ đó. Anh vào đi. Hả? Đi vào. Thôi. Vào bảo thôi. Anh vào đi. Đi. Thôi anh cả vào đây. Đi. Đi vào không người chạy mất. Đi. Dở quá. Tôi đi vào. Thế thì bỏ ra. Cùng đi. Em đi sau đi. Ngay sau. Anh cứ đi đi. Em cách một anh một mét. Đi. Đi đi.
80.000. Em là em không có tiền. Không có tiền là không tiền nào, mày vào gọi oai thế mà. Chị lấy thế là chị lấy hữu nghị. Thấy hai em bảo là chị lấy giá không có lấy đấy. Cho em đấy mấy hôm nữa em xin, mấy hôm nữa em trả được. Không không không, chả có mấy hôm mấy hước gì cả. Có thì bảo chị ngay từ đầu chứ lại sao lại chúng mày từ sau không được oai thế nhá. Thế bây giờ không biết một thằng đi lấy tiền trả cho chị. Không thích có cái gì không được, có cái gì để đây xong hôm sau để, nhưng mà có xe đâu, nhưng mà xe bọn em còn đi làm, xe còn đi làm. À, mình có tiền đâu, thế tiền đâu đưa đây thế nào. À, được 5.000 nữa. Tên này thì tên này thì không đủ. 15.000. 15.000 này là không đủ. Cho em nợ. Không, chị không cho nợ. Bây giờ chúng mày vào chúng mày gọi rõ oai thế, bây giờ nào ăn nào uống, bây giờ chị làm thì phải nuôi con chị chứ. Không mày. Mày không có thì mày phải nói với chị từ đầu, mày xin chị còn cho chứ. Hay như thế nào chứ, chúng mày vào chúng mày lại còn oai, chúng mày gọi cái gì ngon nhất nào thì. Không thế được. Đi trả một thằng đi lấy tiền trả cho chị. Không có tiền. Không có tiền thì bây giờ phải kiếm tiền trả cho chị chứ, chị không thế chị đi làm thì phải nuôi con chị cơ mà. Chị phải làm thì phải nuôi con chị chứ. Như không phải một thằng ở đây, một thằng đi lấy tiền về lấy tiền trả cho chị. Nhưng mà không có không có tiền. Không có tiền bây giờ chúng mày định thế nào? Thì cho bọn em nợ. Nợ, không nợ, ta biết mày tận đâu mà nợ. Nợ mai mày trả đến nữa hay là ta mất à? Nợ 65.000. Không. Sáu nợ không nợ. Sao đắt thế, đáng nghĩ là mỗi cái chỉ có 5.000 thôi chứ. Ăn sáng. Em ăn sáng mày ăn xôi cũng chỉ phải 10.000 chứ phải 5.000. Thế bây giờ nhá, thế thằng này làm được cái gì? Cái gì chẳng làm được, ăn được à? Ăn được á? À? Ăn thì ai chả ăn được. Thế thì ăn ngon thế thì chả, ai chả ăn được. Nhưng mà thì chị cho em xin lúc nào có tiền em quay lại giá. Không. Chị chiều gì? Thôi chúng mày đưa mà tiền này, chúng mày chắc có tiền thì giả chị tiền chị để chị có đi nấu cơm chưa? Không có. Chồng chị về bây giờ, chồng chị nói cơm chưa, có con thì còn ăn. Con thì đói nhề rồi kìa. Có 15.000 thôi. 15.000 thì lấy để làm gì, không phải trả đủ chị. Đặt đủ không có mà mày gọi hai bát bún này lại còn đặc biệt ngon, đặc biệt lại còn nước lại còn bia. Anh em nhà mày tại anh gọi nước mới bia. Thế tuần này cũng không đủ tiền hai bát bún, một bát bún không trả đủ nó đi. Thế bây giờ nhá, thằng này hay thằng này, bây giờ chị đang rất bận, chị phải đi nấu cơm bây giờ. Không thì cho em có việc gì còn em làm nhá. Được rồi. Thế bây giờ nhá. Có việc gì mà em anh làm. Anh đi mà làm, anh chưa gọi em đi được lắm thì à? Thì em giả 15.000 còn thôi, đâu. Rửa bát cho chị. Rửa bát cho chị để chị đi nấu cơm. Và tí nữa chồng chị về lại cơm không có mà ăn, con thì khóc, con thì đói rồi. Chị đúng bát này hả? Có ít thôi, lúc sáng rửa hết rồi à. Bây giờ còn có mấy cái. Quán này có mà đến tối mới được về. Đấy. Thế mà lại còn ăn thì ăn ngon. Bây giờ chị tạo điều kiện cho thế, không phải là tiền nữa rồi mà là còn... Anh rửa đi. Này. Thế thì... Tao thế thì tao bắt thằng này rửa. Nếu không rửa xong nó bắt tao không cho về. Tao bắt mang tiền đấy. Mấy hôm nữa em mang được? Không. Ôi, tốt nhất là đi vào rửa bát cho chị. Hai anh em mày đi vào rửa bát cho chị xong rồi... Có cái rửa cái gì nhanh hơn không ạ? Ôi bác, thế là thích rửa rau nấu cơm? Không, lâu lắm. Thế, có mỗi rửa bát thôi. Một đống rồi. Có ít thôi, lúc sáng rửa hết. Rửa hết bát này thì thế nợ. Thế nợ. Trừ luôn á. Cứ rửa xong đi. Cứ rửa bát xong đi ông rồi chị trừ nợ. Tao phải xem nào rửa được đến đâu. Có chó không ạ? Không. Đấy, hai anh em mày ngồi rửa hết bát đi xong rồi tao nói chuyện. Vâng. Ngồi rửa hết bát đi. Đi ngủ đấy. Nhiều gì? Sáng rửa hết rồi đấy. Người làm cứ rửa hết rồi đấy.
thì em xin. Thôi, được. Thôi, làm đi. Mày chán hay tao mày rồi? Anh chán đi. Em lâu này đâu. Rồi đấy, mày vào trong mày chán đi. Ôi ừ. Ai bảo anh dùng em đi. À, anh không muộn hơn. Chưa hết rồi. Vẫn chưa hết á? 80.000 thôi nhá. Cứ rửa bát. Thôi. Ui, khách cứ càng ngày càng ăn đấy. Anh em mình đến tối là vui. Hết khách rồi. Này, đến phân ông. Đấy đi, tao tráng. Thì cái rổ úp đâu chị? Có. Có rổ úp không? Không có tiền thì đừng có oai nhá. Chạy anh ngoài. Đã không có tiền thì còn oai. Đây là tao để nó làm để bà biết. Lần sau mà đến quán khác thì đừng có oai. Làm gì cũng lần sau. Làm gì cũng lần sau luôn mọi người ạ. Nhiều thế. Không, em rửa được, em rửa được. Em biết rồi, em rửa được. Ôi, nó muốn rót. Ôi, không thể kêu là nhiều. Rửa sạch vào nhá. À. Gan làm của gan chịu. Đây. Đi mày em ăn hết bát chị trả 80.000 mình nhá, hai bát bún mỗi bát ra 25.000 là 50.000 rồi, hai lon kia nữa trả 80.000 thì bao nhiêu? Không ạ. Từ từ, tao đang lấy chậu. Xong rồi đây. Tao chuyên rửa bát thuê ngày trước mà không biết à. Dạ. À vâng, thì có việc không? Cho bọn em làm. Còn em nói chung là cũng thuê người mà. Cũng không có việc đâu. Thằng bé này rửa bát nhá. Nó rửa bát nấu cơm được, em bưng bê được. Nhưng mà có được ăn bún không? Được. Chị ngày nào thì cũng ăn đúng không? Nhưng có. Chị bắt giờ tiền lương cho. Thật đấy, có việc không? Có việc không? Thơm. Được. Thế thì từ mai em đến nhá. Từ mai nhá. Nhưng mà chỗ này, chỗ rửa xong chỗ này là xóa nợ 80.000 nhá. Hôm nay rửa xong hết chỗ này chị xóa nợ cho anh em nhé. Có khách nữa là không rửa nữa đâu. Bây giờ đến giờ đi nấu cơm trưa rồi. Thế cứ rửa đi. Rửa cho sạch vào nhá. Vâng. Rửa sạch thì chị mới thuê chứ còn không rửa sạch thì không thuê đâu. Vâng. Như thế à? Thế rửa sạch vào thì được nhất. Rửa sạch vào mai thì mới thuê. Ok. Nói nhá, mình phải rửa sạch vào để mai được nhất gì. Đấy, thế là có việc làm rồi. Có việc luôn đấy, kiếm việc. Quá trắng. Chưa lau à? Dạ. 6 giờ không thế? 6 giờ á? Thế thì khách người ta ăn, người ta còn đi làm thì nhà về đến sớm à? Vâng. 5
Vâng. Cứ chịu khó thì ăn cù thì chưa năng. Không làm mà đòi có ăn. Có được không? Nhưng mà biết vào xin nhớ đâu chị trả cho thì chả phải ăn trước, chém trước tấu 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 sau chứ. Chị biết làm nào được, chả có tiền này. Nhỡ người ta không có tiền, không có tiền còn nào lừa thì nhỡ người ta không cho rồi. Mày đi ai thế? Cái thật chị tốt không? Tốt thì tha luôn đi, lại còn bắt rửa vác. Không phải thế để cho mày nhớ. Làm thì có ăn chứ. Không làm thì ăn đầu gối được mà. Ăn cướp. Nhớ nhá, rửa sạch mai cho xuống làm nhá. Mai đấy rửa sạch thì mai thì còn để cho xuống làm. Em rửa ba nước luôn. Thế là hôm nay gặp người tốt. Khá tốt đấy, một cái mệt cãi đấy. Khá tốt luôn. Thế thì ai 80.000 rưỡi mấy cái bát này đó, to là 80.000 rưỡi. Thằng em nay 30 tuổi rồi. Dạ, nó mới có 9 tuổi thôi. Không, bọn em không đấy. Không có tiền, có nhà đâu. Đi ở luôn trên cái xe kia đấy chứ. Chị có chỗ làm có chỗ ở không? Có chỗ ở luôn không? Ngoan thì... Nói chung là nhìn là chị cũng thấy ưng rồi ạ. Chị có nhận nó làm con nuôi không? Chị có nhận nó làm con nuôi không? Có nhận con nuôi em bán cho thằng này. Bán cho chị anh. Bán cho chị mua nó không? Bán được, bán hết. Bán hai kia thì có hai anh em mày ở một mình à? Dạ? Có hai anh em mày ở một mình à? Không, em bán xong thì em đi mua được khác nhỉ? Chia tài sản ý. Có cái gì mà chia? Chia xe. Không. Nói chung là hôm nay cũng may mắn mọi người ạ. Gặp chị bán hàng vui tính nữa. Chị tốt bụng. Thì run thì vẫn run thôi. Quen rồi. Quen rồi. Sau 30 phút nhập tâm rửa bát thì quen rồi. Được rồi chị ơi. Đâu chị xem nào, có sạch không? Sạch kín kít luôn đây. Bát to úp hết lên đây rồi. Rồi sạch bóng luôn.
Sạch bóng luôn. Đua sạch bóng luôn. Chưa sạch luôn. Sạch rồi mà. Kiểm tra nữa. Nhớ chúng mày là chỉ bẩn gì. Không bẩn đâu. Người ta ăn có tầm. Thế được rồi nhỉ? Từ từ đã. Chị bảo nhá. Thế rửa sạch cái này thì mai lại đến làm với chị không? Có thì nhưng mai. Nhưng mà phải trả tiền cơ. Mai không. Đến thì chị trả tiền. Thôi cứ có ăn là chị trừ tiền nhá. Vâng. Hôm nay trừ tiền nhá. Hôm nay là tại ăn mày uống là 8.000 chị trừ nhá cho hai anh em nhá. Vâng. Những lần sau mà không có đi vào là phải bảo là em không có chứ không được gọi thế nhá, không được oai thế nhá. Vâng. Nghe chưa? Em cảm ơn nhá. Đi. Ừ. Em mai lại xuống sớm nhá. Vâng. Ui mày ơi. Em vả nhờ. Em phải cố rửa tao sạch đây không mới sợ người ta. Người ta chửi, người ta vả cho. Được. Tay anh đấy. May rồi. Không. Ăn nghiêng cái chồng nghịch dạ. Có ăn thì tốt thì còn gì nữa. Ăn nghiêng cái chồng dạ. Ôi. Ôi. Còn nói chung là mọi người không nên học theo anh em mình nhá. À, nói chung là hôm nay ăn quỵt nhưng mà may quá gặp mà chị chủ dễ tính. Đây còn tìm được việc chứ nhỉ? Chị đấy bảo là nếu mà còn đấy còn cho làm luôn cơ. Nhưng mà thật sự là ít khi gặp được những người tốt như thế đó. Thế nên là mọi người không đừng học theo anh em mình nhá. Đấy. May đấy. May quá may. Cứ lúc vào thật sự là cái lúc vào mà bảo là không có tiền ấy, mình cảm giác nó ngại mà nó xấu hổ nhưng mà nó có lỗi với bản thân quá. Thôi clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây. Bye các bạn nha. Thấy anh em mình hay nhớ để lại cho anh em mình một like, một share và một comment đăng ký comment, kênh và ấn chuông bên cạnh nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Bye bye. Anh em mình lại bây giờ bắt đầu cuộc phiêu lưu mới và kiếm chỗ mới và nói chung là kiếm thử thách mới. Ê. Bỏ nhà đi bụi. Trời. Rồi. Chào tất cả mọi người nhá. Bye. Số lùi. Ấy. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamativi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhá. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamativi nhá. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhá. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhá. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhá. Đó. Đó. Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị
tăng cân đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. À, ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên màn, để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tama TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.